Tiêu Chiến và Lý Hiện không còn nổi nữa. Tại sao Vương Nhất Bác là người duy nhất trong ba nam diễn viên nổi tiếng còn được yêu thích? Một là Chen Trinh Linh và một là Dia Hai bộ phim truyền hình này sẽ rất nổi tiếng vào năm 2023. Anh trực tiếp nêu tên ba người đứng đầu làng giải trí là Ly Xien, Xiao Chan và Wang Yibo hiện tại đã hơn một năm trôi qua độ nổi tiếng của tiêu chiến đã hoàn toàn biến mất không có khả năng lội ngược dòng hiện tại ly xiên cũng cho thấy mình thiếu thể lực và tương đối yếu trong ba người họ chỉ có vương nhất bác là còn hoạt động và nổi tiếng tại sao lại xảy ra chuyện này để bảo vệ mình với tư cách là những nhân vật hàng đầu trong làng giải trí bốn người con trai trở về đã chọn ở lại cùng nhau. Luhan và Hoang Di Tao thể hiện tình cảm anh em sâu sắc. Luhan và Xiao U cũng lại hợp tác và phát hành đĩa đơn mới. Trong số bốn người con trai trở về, Trang Y Sinh tương đối điềm tĩnh. Nhưng anh cũng có một trái tim tương đối điềm tĩnh. Khi đó tiêu chiến, vương nhất bác lý hiện nổi tiếng đến mức bốn người con trai trở về rất sợ hãi nhưng bây giờ hoàn cảnh của ba người đã khác tiêu chiến người có động lực nhất lúc bấy giờ dần dần bị dư luận đưa ra quyết định do nhiều chiêu trò của fan cả các chương trình tạp kỹ và người chứng thực đều tuyên bố rút lui danh tiếng của họ đã hoàn toàn bị mất một số người càng chán ghét sự kiêu ngạo anh ta thậm chí còn nói rằng sẽ đấu tranh với bất cứ ai dám sử dụng tiêu chiến kể từ đó các thương hiệu lớn cũng không dám sử dụng tiêu chiến mặc dù ly xiên không có vết đen nào nhưng sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng mặc dù anh đã trở nên nổi tiếng và dường như không thể ngăn cản được nhưng tương đối nhanh chóng ông đã bị lãng quên hiện tại hầu như không còn ai nhắc đến ông và một số tác phẩm ông tán thành cũng không gây được nhiều tiếng vang. Wang Yibo đã đạt được một lượng người hâm mộ nhất định thông qua Chen Trinh Linh. Và sau đó tham gia tiên tiên sang sang để duy trì sự nổi tiếng của mình. Sau đó, cô còn thể hiện hoàn hảo hơn trong This is Street Dance và sự nghiệp của cô Phát. Triển rất nhanh chóng. Vì sao Tiêu Chiến và Lý Hiện bây giờ không thể đánh bại Vương Nhất Bác? vương nhất bác chưa bao giờ đứng đầu làng giải trí trước hết kỹ năng diễn xuất của ba người ở mức tương đương nhau kỹ năng diễn xuất của tiêu chiến và lý hiện không cao hơn vương nhất bác đáng kể vì vậy kỹ năng diễn xuất của ba người đều có xuất phát điểm giống nhau nhưng lại có vấn đề lớn trong kế hoạch sự nghiệp của tiêu chiến và lý hiện nên vương nhất bác đã vượt qua họ vào một góc nguyên nhân chính là tiêu chiến không có ý thức làm thần tượng nên đóng một số phim truyền hình nhỏ và thu hút một số người hâm mộ một cách vô lý những người hâm mộ này khắp nơi gây rắc rối cho anh ấy và khi người hâm mộ gây rắc rối tiêu chiến cũng nói rằng tôi muốn ủng hộ người hâm mộ của mình điều này sẽ dẫn đến việc mất đi tất cả những người hâm mộ bình thường Ly chủ yếu không có tầm nhìn xa bởi vì ngành giải trí đang thay đổi quá nhanh. Sau khi nổi tiếng với Dear Bilab, anh gần như không có tác phẩm nào tiếp theo. Anh ấy chỉ xuất hiện với vai trò khách mời trong một bộ phim và thời lượng xuất hiện của anh ấy. Tương đối ít. Quả thực khán giả rất dễ quên nếu ở trên màn ảnh lâu. Ngày nay, không có một chút fan trung thành nào, chủ đề rất dễ bị lạc tại sao Vương Nhất Bác có thể luôn giữ được danh tiếng và ngày càng nổi tiếng? Chủ yếu là vì hắn trở nên rất thông minh trước khi Trần Thanh Linh được phát sóng. Hắn đã tích lũy được một làn sóng danh vọng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Sau khi bộ phim truyền hình lên sóng, kẻ thù số một của anh là Tiêu Chiến tỏ ra đáng khen ngợi vì tính cách khiêm tốn trước mọi vấn. Đề vì vậy anh vẫn đứng đầu làng giải trí